Có trên 50 loại cây thuốc nam chữa các bệnh thông thường. Vườn thuốc nam tại trạm y tế xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn luôn được các y bác sĩ ở đây chăm sóc một cách cẩn thận. Mỗi loại cây đều được chú thích tên tuổi, công dụng một cách rõ ràng. Để duy trì được vườn thuốc luôn xanh tốt, công sức bỏ ra là không hề nhỏ. Vườn này theo quy định thì của Bộ Y tế thì có khoảng đến 30 cái nhưng của đối với tam chúng tôi là vi tam điểm cho nên tam chúng tôi phải nắm 50 cây thuốc nam các loại cái muốn xây dựng thế này thì chúng tôi uh, tìm nguồn cái thuốc nam từ các cái y tế thôn, quy định bắt ngay một đỏ lao động hàng tăng trưởng thì y tế thôn thể để đưa cây đến đấy là chúng tôi sẽ um, trong đây chăm sóc. Tương tự, để đảm bảo tiêu chí vườn thuốc nam đủ 35 loại theo bộ tiêu chí, các cán bộ nhân viên tại trạm y tế xã Thạch Kinh, huyện Thạch Hà đã phải trải qua nhiều lần gây dựng Hiện nay vườn đã có trên 40 loại cây, hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Tuy nhiên, để áp dụng các bài thuốc nam trong hỗ trợ điều trị bệnh, Tram vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Xây dựng vườn thuốc nam mục đích là vừa cái phục vụ bà con nhân dân, vừa phục vụ như là khám chữa bệnh thì trong quá trình chúng tôi như đào tạo như là một nhân viên như là y học dân tộc nhưng vừa rồi chúng tôi đang làm cái như là cái giấy phép hành nghề nhưng hiện nay là đang trên đà làm chưa làm được. Có thể thấy những vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã hiện nay phần lớn đang được xây dựng vì đây là một tiêu chí bắt buộc. Bên cạnh những trạm đầu tư một cách bài bản, bỏ nhiều công sức trong việc chăm sóc thì vẫn còn không ít trạm thực hiện một cách chiếu lệ. Rất nhiều vườn không có quy hoạch cũng như thiếu sự chỉ dẫn về tên tuổi, công dụng của từng loài. Người ở đây là chỉ gọi làm trong vườn gọi là cây mộng, để là có bệnh nhân đến thì mình lấy cái cây đó và chỉ và hướng dẫn cho người dân để dùng. Những vườn mình thì cho chết đủ lắm, nói chung nó cơ bản thôi. Nhưng vì vừa rồi ra gió nặng quá, ăn chết một, một số. Thì giờ sắp tới đây là chuẩn bị uh, nâng cấp lên và uh, lè trong bổ sung cho nó đầy đủ các cái nhỏ. Trên thực tế, việc phát triển vườn cây thuốc nam ở trạm y tế đang còn gặp nhiều khó khăn, ngoài sự thiếu đa dạng về chủng loại thì hầu hết các trạm chỉ mới có các cây thuốc mẫu chứ chưa thể sơ chế thành thuốc nguyên liệu để đưa vào sử dụng. Việc chăm sóc và tư vấn sử dụng thuốc vẫn còn nhiều hạn chế do cán bộ y tế chưa được đào tạo bài bản về y học cổ truyền. Thực Long nói là, là cái chất lượng của vườn thuộc Nam tại các trạm y tế thì có những cái trạm thì rất rất tốt nhưng có những trạm thì chưa được quan tâm nhiều bởi vì là làm vườn thuộc Nam với mục đích là đạt được cái, cái tiêu chí về nông thôn mới cái hiệu quả bên trong của nó để khai thác được sử dụng được để áp dụng vào trong cái điều trị chữa bệnh cho người dân thì vẫn đang còn phải là một vấn đề thì sở sẽ phối hợp với các ủy ban nhân dân các quyền, sẽ đôn đốc hướng dẫn để xây dựng cái vườn thuộc nam tài các trạm y tế xã ngoài cái việc đạt tiêu chí về nông thôn mới thì phải thực sự phát hiệu quả của vườn thuốc nam trong cái điều trị cho người dân trong thời gian nó tới. Việc xây dựng vườn thuốc nam tại trạm y tế không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển mạng lưới y dược cổ truyền, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo cảnh quan, không gian xanh cho trạm y tế, mà còn là hình thức tuyên truyền giới thiệu về cây thuốc nam, khuyến khích người dân nhân giống các loại cây thuốc tại gia đình. Tuy nhiên, để đi đến mục tiêu thầy tại nhà, thuốc tại vườn thì đang cần sự nỗ lực từ nhiều phía.